Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Mem. Ngày mình sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi. Đó là trò chơi Mutant Fan Cup. Trò chơi đấu trường quái vật. Nhân vật của mình sở hữu là mèo ôm trầm mèo con. What the fuck man. Đùa nhau. Con mèo đứng chẳng cho tư thế gì đây. Mày thấy rất là sợ hãi nhưng mà cái mặt. Game kia nó có gì đây? Đâu. Chi bà chào thiệt. Bấm chơi thử màn coi sao. Đậu xanh con mèo này. Cáo nhầm hiểm. Đồ quá con mèo nhìn cục chút vậy. Trời. Mèo ôm chòm mèo con. Đậu gì cáo nhầm hiểm. Đậu xanh. Có tiếng chiêu cào vậy thôi. Con mèo chỉ có một tiếng chiêu một thôi. Cào vậy thôi. Đâu có chiêu cắn nữa. Má cắn như hùng ta vậy. Đậu xanh đó. Mèo tiếu mày đền thì có đá luôn hả? Vậy cứ không đi tin được. Trò chơi này còn phải chiến được cao à? Có ba một bạn à? Bóp máu nè, bóp tấn công và bóp máu tiếp. Còn mình không thích mình đổi, mình thích tấn công à? Quýnh như nhanh gọn lẹ đi. Cắn thì bán nữa. Điệt. Rồi với những lần đánh mà có được ngôi sao này là nó sẽ đánh mạnh hơn. Còn những nó đánh này là đòn đánh bình thường. Cái đá gì mặt hả chứ? Bảy liền. Đòn đánh có sấm sét. Shoot vậy nữa. Hey you win. Còn là mà đếp thì tình đẹp nó nhảy. Tới phần thí nghiệm. Mình phải chỉnh sửa lại con mèo xem chứ. Mèo quá ngáo. Xanh gì đây? Mèo mà cho nó cái gì đây? Mày độc. Sừng tê giác. Cho mày cái này đi. Để coi cái này gì. Bãi đái thịt. Nổi loạn dường khỉ. Nhìn đến giống con heo mà. Cái này con heo mà. What the fuck man. Đéo tin được, mình vừa tạo ra con đéo gì đây? Cái đầu mới nhìn kìa. Không cái gì con heo. What the fuck man. Cuộc chiến giữa là heo siêu phụ. Bãi nách thiệt. Gì đây con gì đây? Con Insect Tifu Súc. Insect là mình biết nè. Còn Tifu Súc là cái gì? Quý vị chứng tính. Vậy nó phải là mèo không ta? Nó là con gì vậy? Đây nè, mới nâng cấp cái hàm răng nè. Đậu xanh vẫn hùng mồi. Nổi lộn dưỡng khỉ à. Bây giờ còn chiêu nào khác không vậy? Cục xúc dễ biết nè. Chiêu mạnh nhất của mình là chiêu hôi nách mè. Nói nó giờ không có chiêu hôi nách rồi. Giờ chỉ có cạp mày đỡ rồi. Ghi mày này thua quá ta. Đội ta 39 máu, đội địch tới 4 mấy máu lận. Càng vậy. Chào mày cái nè. Chờ chỉ nào cũng chiêu hôi nách chơi mình được. Vãi kìa. Rồi cái gì là thua rồi. Rồi xong luôn dựng điện nữa. Lên vẽ luôn. Đầu má thiệt. Hay lắm. Hồi máu. Mới tốn điểm vô sớm. Tuyệt chiêu. Bốc môi. Rồi lên lại 4 máu rồi. Điệt. Mua máu rồi vẫn thua. Con mèo sau khi mới tiến hóa cái mỏ là bị thành con. Cái con này con đéo gì đây? Giống con lợn bị cầu lông bãi. Không bị tin được. Ráng chiến thắng đi nào đi. 16 máu. Lại phải đi mua máu tiếp. Tao chơi cho mày cái này. Không được, không được độc mày đâu. Đâu độc mày đi. Đậu xanh mày. Chỉ có làm như vậy mày mới chết trời. Hồi máu bản thân. Nó bị đầu độc rồi.
chứng sợ gì bị chết à? Tốn quá nhiều tiền để chi vô. Đó, chúng tập mà chết. Đậu xanh mày, 500 vàng của tao mà giỡn. Đuôi rồng độc. À, tiếp theo là con boss. Thôi mình cần chỉnh sửa lại con mèo của mình. Má con mèo nhìn đỉ vậy. Con mèo làm được cái gì nữa đây? Cái nhung hù. À, thêm cái sừng nè. Cho mình thêm cái sừng nữa. Đậu xanh. Sắc dược khỉ. Con này mà cũng khỉ vậy à? Phải đến lần này. Chư bắt giới thành công gì nè. Cháu nội lão chư gì đi. Nó vẫn cục súng như vậy nào. Đủ mất có rắn luôn. À trên người được nâng cấp thêm con rắn nữa. Hay như gọi là đuôi rồng độc. Này phải đặt ra là đuôi rắn độc mới đúng chứ. À tập chiêu rồi. Hồi nó thành công. Mày tưởng mày xà tao đừng tao không xà mày được à. À xà mày nhiều mất nhiều máu hơn. Mấy con lợn này giỡn mặt nè. Chân dôi đại pháp. Phải cục súng mỗi lần chứ. Trận đấu này mình chắc chắn là mình thắng rồi. Con boss này có là gì đâu. Còn non lắm. Bẹp. Má nhìn mình vẫn rất là cục súng. Má giống như con mèo đôi mặt nạ vậy. Đậu xanh nó coi chi đồ khác gì. Rồi, giấy này mình chiếm khoảng cái 89-99% rồi thắng. Giờ quýnh mới chơi đi. Quýnh chơi bời đi. Sắc dương khỉ. Đậu xanh bị giật rồi. Đậu má lật kèo rồi kìa. Tiêu rồi. Đậu. Mày biết hai độc không? Biết hai độc mày hả? Tao hạ cho mày ít hai cái độc luôn. Con đỉ này. Đó. Đánh tao đi. Giật cái chết luôn. Thuốc mua thuốc độc là nghề của tao mà. Ai gì à? À mình được chọn một trong ba cái đường này. Chỉ cho truy tìm kho báu. Mở bên nào đây anh em à? 1, 2, 3. Một đi. Giải sử khơi năng. À lượm được cái nhung hù. Lại tìm cái gì đây? What the fuck man. Được cái gì đây? What the fuck. Má lầy tới vậy luôn hả? Gì đây? Cái cục kích gì vậy? Cho tự nhiên có cái sừng hung nó cắm lên đầu heo vậy. Lần này có nên kết thúc quy công anh em à? Thì thôi lỡ rồi. Mình chơi thêm một màn nữa đi. Với con sắc dưỡng khỉ. Thêm cái sừng hù đầu heo. Chó chọi đứt. Má tưởng chó chọi đực chứ. Sắc dương khỉ. À chó chọi đứt. Nhìn con này giống con gấu mà. Bọn em bị sai chính tả hay sao á? Vì toàn hồi máu không sao quýnh. Cái con què vậy. Còn mới giờ mày bắt con hồi máu sao tao quýnh. Đụ má. Đang đầy máu mà sao hồi máu thì làm gì. Đúng gậy đòn luôn á. Hùng mày cái nè. Bãi rồi. Bị dính độc rồi. Chắc không sao đâu. Mấy con vẫn vừa nè. Tao mới tuyển cho nó cái sừng chung hưu về là chống độc mà. Tiền chiêu gì đây tự nhiên mấy gì đây. Con này tiền chiêu lạ không ta. Suốt mình thêm bán nè. Mày thì lạ. Còn chính là máu được bao sao mày luôn. 94 máu. Không sợ mày chắc. Chết mày luôn mày. Má nhìn cái mặt nó kìa. Răng răng đi mọc lâm. Cái sừng hù thì mình nó cắm. Đúng phách luôn. Con đéo biết gọi là gì nữa. Chân mèo. Mình tê giác. Đầu heo. Răng cái mập. Sừng hù. Mẹ mày thấy tội đéo gì á. Trời. Cú đá sơn cước. Giật mày cái chó mày luôn. Tiếp theo gì đây. Còn chiêu nào mới không.
quậy kích thì không có gì gì hết, đá mới đỡ gì. Chiến thắng thuộc về anh sắt vượng khỉ cái đậu xanh á, quất cái lên được 80 cái này mày. Mà sao máu lên lẹ vậy ta, cái đặt đậu không để thua à, có cái hồi máu đấy, đùa nhau đít đít ăn. Ơ trời 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 trời, còn hai máu trời ơi, lật kèo hả mày, má thắng lên nhảy vậy. Tuyệt định cái con khỉ phách này đúng mắt, khỉ đúng phách luôn á, con này kêu được là khỉ đúng cùi á. À tích à, được thêm một cái nữa, nâng cấp lên được một chút nữa, lại đổi tên mọc sừng mèo cái. Cái đéo gì vậy, đâu mà tên đéo gì đây, mọc sừng mèo cái đâu quá, giờ nó đâu còn là mèo đâu. Gấu chó à, còn gấu chó trong truyền thuyết. Mọc sừng mèo cái đấu với dấu có à, đây rồi à, thứ nhất là con này là con mèo cái có cái sừng nè, có cái giò là con mèo thôi, còn lại đâu phải con mèo đâu, mặc dù là con gì cũng không phải nữa, không biết kia mày là con gì luôn. Rồi sẽ thử địch thành công, gấu chó trong truyền thuyết à, đúng gấu chó luôn á, gấu chó là loài sống ở Nam Mỹ, thường sinh hoạt ở tất cả các lãnh địa trên bản đồ Việt Nam, nơi nào có chài nơi đó có gấu chó, là gấu nhưng sống dưới là chó. Cứu hùng nè, đâu không thể chết, sao hùng đéo có máu được vậy. À ha, hai chà chà đùa nhau nè, chiến binh sừng ước mày cái gì đừng gấu chó đây, ra bản đồ mèo xù mạnh mẽ cái địt không thể chấp nhận được, mọc sừng mèo cái đấu với mèo xù mạnh mẽ, con này đúng là mèo xù mạnh mẽ không vậy, nó có xài địa chỉ không, hàm răng bấm đù má đá gì vậy, muốn lòi bộ tử nhớ luôn kìa, mắt mèo có một thước mốt à. Nè thử địch nè con, trong đây thì mình chỉ có chiêu thử địch là mạnh nhất rồi đó nè, chiêu cắn nè, tấn công nó sao đụng hết kinh dị đi, còn giật cái đi, này thì mèo xù, này thì mạnh mẽ nè, cho mình thử địch thêm cái nữa đi. Thiệt là nhẹ nhàng bẹp bẹp. Rồi ok, đối thủ tiếp theo của mình là gấu giáp sắt, nhưng mà thôi kệ gấu giáp sắt đi, vô phần thí nghiệm trước. Đậu xanh bây giờ biến đổi được con này thành con gì nữa đây, con gì đây, con sớm gì đây, à dạ được cái gì đây, con bú à, thân mèo, thân mèo thì không được cái gì hết, con bú thì được cái khiên, cái khiên đâu rồi nào, cho mình thêm con bú rồi, mèo đít phải cứt, nó gắm vô đúng phách luôn á, cái này mà kêu là bú à, bú cái đéo gì bú đầy người vậy, má chuyện cô tích cô bé và con bú, bọn này là chuyện cô tích bú đầy người. Tên gì nãy quên rồi, gì vậy, gấu sắt hồi thối chân, đấu gì gấu giáp sắt phải cái hồi thối chân. Đậu xanh con mình định đổi tên anh thôi, hồi thối chân đây rồi, tuyệt chiêu mèo cao, con này lép phải con mèo, đủ mới đọc gì dùng lắm cha, kỹ nhất chiêu đồng mình luôn nè, đọc chiêu mạnh bãi đái nè, ai da xong xong dưới đây sớm thì nó giết mình rồi,
quái cứt mà chơi vậy ai chơi. Để mẹ lần giật ba cái luôn. Cây giật. Này má nó giống như nó chuyện dịch hết âm 5N1 cho mình vậy đó. Đậu xanh đó. Cái này là dịch heo tay xanh. 62 máu, 100 máu. Đậu xanh con chừng nhiều đấy gì. 80 máu. Dán lên. Cắn không ra máu luôn. Đúng là gấu giáp sắt ha. Gấu gì gai tùm lum hết. Mày đợi tao đi. Đậu xanh mày. Tao có chịu hủy định rồi cho mày hủy định tới chết. Tùy mẹ ăn lầu chó này. Giật luôn hả? Rồi, này lên bàn nhậu luôn rồi. Mé nè, chết. Thua máu luôn. Chưa phải tới lúc mình có tiền mà. Lát tao mua bả chó cho mày ăn. Cái lòng má này chứ. Rồi, hủy định nè con. Đậu xanh mà cái chiêu mạnh mẽ nhất của tao luôn đó. Nè, cho mày thử địch 2. Dứt nhiều cái địch. Mang tiếng thú chân rồi tao phải địch cho mày tới chết luôn. Địch tới chết. Địch tới chết là có thật. Chó bọc giáp. Hết dấu bọc sắt rồi giờ tới chó bọc giáp. Nếu tình được chỉnh sửa lại con hồi thú chân thì cái tên nó không hay lắm. Đây. À lên được cái giò nữa. Lên được cái giò hổ. Hết là giò mèo rồi. Bao phủ nai. What the Batman. Có cái sừng ngũ nai rồi mà. Còn này là sandwich được không à. Có cái đuôi con mèo nè. Cái chân sau thì của chó. Chân trước của hổ. Cái đầu của heo. Phải nách thiệt. Đổi gì nữa đây. Lên được cái đéo gì đây. À cái đuôi luôn. Rồi xong rồi full combo. Tiến quá thành công. Không còn dấu hiệu nào của con mèo hết. Đậu xanh cái đuôi con gì đây. Râu VNI. What the fuck man. Đó con mình bây giờ là. Phải nói là chùm sếp đẩy. Tiến quá toàn thân. Râu VNI đánh như chó một giác. À thua máu nó luôn hả. Thì con chó này chó phải là gọi là chó thối mồm vậy đúng. Đây nè, chân hổ nè. Đó, 26 máu, quại chứ. Rồi thấy mẹ rồi. Rồi cái màn này phải... Đó, độc dược. Thích nhất cái chiêu độc dược các bạn ạ. Độc dược để hạ máu mình không bị phản đam. Tại chó thì được lên giáp gai nè. Giáp đại người. Chắc chắn là cái giáp gai. Nên cắn nó phải... Nè. Cắn nó là mình tống máu. Đó. Đậu xanh. Hạn chế cắn mày lại. Cho mày hủy mùi hồi nách. Nó căng vậy ta. Suốt này cái nè. Đậu xanh suốt nó mờ mừng mất máu luôn chứ. Đậu thì giờ mày còn muốn 9 máu. 98 máu là đậu xanh á. Làm kèo hả. Đồ mắn chó đó mày ở đây. Phải cứ cho mày làm món giả cay mày luôn. Đậu xanh đi. Giật mặt 32 máu. Lên 43 rồi. Cứt gì lên 59 luôn. Đậu xanh á. Hết chiêu rồi mày. Làm gì tao làm đi. Nó đá một lòng mỏi luôn. Để với mẹ đó. Mày ngay như tao. Còn 18 máu. 14 máu. Giờ kiếm chiêu nào mà mạnh chơi mày. Rồi số trời định mày rồi con. Số cái này mày đéo rớt cái đột ra ngoài nó con mày. Được thêm một cái smash cây. Ba cái hộp này. Mong là mở đến hộp nào đó có đồ đi. Đó. Cái bộ ốc. Lông cừu. What the fuck man. Trời. Cái đợt này là đợt chỉnh sửa lần cuối cùng của con mèo nè. Quyết định người ta tiến qua thành cái gì. What the fuck man. Tự nhiên giờ gắn thêm cái lông cừu gì trên đó nữa. Đây. À cái lông cừu đây. Mạnh mẽ dường khỉ. Mày lấy đâu ra cái chuyện dường khỉ vậy. Á à, nhìn con vật kìa. Đậu xanh nó nhìn là con gì á.
Đây là gọi là cái cuộc ngoại tình tập thể giữa tất cả các loài động vật. Video của mình đến đây là hết nha. Nếu các bạn ủng hộ channel này, mình sẽ tiếp tục ra cái phần tiếp theo. Đến phần 2 cho các bạn coi nha. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn. Nếu video này hay thì các bạn hãy cho nó một like và một share và một subscribe và một cái gì đó.